I said, pretty little mama, it really got me torn up. Make a youngin' wanna pour up. You the one I wanna call up. I said, pretty little mama, it really got me torn up. Make a youngin' wanna pour up. You the one I wanna call up. Yeah, call her for the night show. Got the nice flow. Girl, you know I never set a sight slow, yeah. We don't need a plan, we'll see where life goes, yeah. We've been catching feelings, hard to fight those, yeah. Hey, I remember when I could not do like any wrong. Yelling, fuck the people that won't let you on. Yelling, fuck the bitches that'll let you on. You said, boy, you deserve a better one. Demons coming at me, but I never run. Pressure on my shoulders and it wear a ton. In my heart of hearts, I think this you're the one. Torn up, make a youngin' wanna pour up. You the one I wanna call up. I said, pretty little mama, it really got me torn up. Make a youngin' wanna pour up. You the one I wanna call up. Cho các bạn một điều bí mật, tụi chó mèo á, nó có sở thích, à không, thói quen đúng hơn, đó chính là tụi nó hay tự liếm đít của tụi nó. Ghê quá, nếu các bạn mà có yêu quý chó mèo á, đừng để cho tụi nó liếm mặt nha, rất là ghê luôn á, nhà mình nuôi hai con mình biết mà. Hôm nay mình nói chuyện thiết bị một xíu nhé. Năm này là năm 2021 và hình như là mỗi một năm mình đều có đưa ra một số cái thiết bị của mình sử dụng trong năm đó. Năm nay cái thiết bị mình hơi khác so với những năm trước thì mình đã update lên. Điều này là một điều tốt bởi vì mình tốn tiền hơn nhưng mà bù lại mình có những thiết bị rất là tốt. Bây giờ thời tiết đang rất thuận lợi, trời không có nắng gắt. Nhưng mà bão đang vô phía Bắc của Việt Nam, Sài Gòn cũng bị ảnh hưởng một tí xíu thôi. Giống như là bây giờ đang nắng mà có thể mưa bất chợt rất là nhanh luôn. Trước mắt mình là một đống thiết bị mà mình đã có một phương án rồi, mưa một cái là mình sẽ ôm cái mình chạy vô trong nhà luôn. Rất là gần hay không sao hết. Ok, mình lướt qua kịch bản một xíu để mình nói cho nó chân tru hơn này. Nó có thứ tự trước sau chứ. Bây giờ mình có cái tật á, hay nói lan man lắm. Như hôm trước bắt đầu làm vlog á, ngồi trước camera mà nhiều khi nửa tiếng trời mà cứ nói đi nói lại một cái câu nó cứ sai hoài luôn. Tại vì mình không quen nói trước camera. Bây giờ nói nhiều hơn nhưng mà nói lan man không có vô trọng tâm. Đó, giống như bây giờ này mình đang nói đâu có vô trọng tâm đâu. Rồi mình đi thẳng vấn đề luôn. Cái điều đầu tiên đó chính là rút kinh nghiệm rất là nhiều cái chuyến đi quay của mình. Đem rất là nhiều thiết bị, nghĩ là cái ống kính này quay cái này, ống kính kia quay kia, và mình cứ sợ thiếu, đem một đống luôn. Cuối cùng có cái xài cái không, và cái thiệt hại của mình đó chính là đôi vai. Mình đem quá nhiều mình sẽ bị mệt mỏi hơn, và thực sự là điều đó không cần thiết. Mình nói về cái combo để quay tất cả mọi thứ, có nghĩa là mình quay vlog, mình quay những cái video cinematic, quay review thiết bị chẳng hạn. Đó chính là một cái camera Sony A7S3. Nó là cái camera mắc tiền nhất từ trước giờ mình có. Cái A7S3 mình thích nhất ở một chỗ đó chính là cái focus của nó, cái lấy nét của nó rất tuyệt vời, lấy nét rất nhanh và lấy nét rất thông minh. Cái thứ hai đó chính là cái chống rung của phần mềm của Sony. Trong kính viễn tiêu cự là 24-70, mình nghĩ là có thể quay được tất cả mọi trường hợp. Nên mình đã dành dụm tiền mua một cái GM2.8. Cái ống kính thứ hai đó chính là một cái tiêu cự 18 của Batiste. Cái này rất là nhẹ, thực sự luôn rất là nhẹ. Đó là một cái lợi thế rất lớn khi mình đi ra ngoài mình quay. Như bạn biết thì mình không quay studio, mình quay ở outdoor bên ngoài nhiều hơn. Thì cái tiêu cự 18 nó đủ rộng, hỗ trợ cho cái 24-70. Và màu sắc của nó, cái dòng Batiste đó, màu cực kỳ trong, cực kỳ đẹp luôn, rất thích. Đây chính là cái combo mình yêu thích nhất bây giờ. Bất cứ đi đâu mình cũng chỉ đem hai cái thứ này đi theo. Thậm chí là mình cũng có một cái Batiste tiêu cự 85 ống kính này, quay trên dùng siêu đẹp, siêu thích luôn. Nhưng mà hiện tại cái ống kính này thì mình cho nó vô cái đội tuyển dự bị. Kiểu như là tiêu cự 85 và cái tiêu cự 70 của cái này thật ra cũng không chênh lệch nhiều.
và một số cái chuyến đi mình có đem cái Batiste 85 này, nhưng mà mình có không sử dụng, không có thời gian để gắn nó vô, không có thời gian để thay nó vô camera, bởi vì nó ảnh hưởng đến cái chuyện mà cân lại gimbal các kiểu. Nên cái này mình cho dự bị thôi. Những cái trường hợp mà đặc biệt đó thì mình mới đem theo để quay. Và chắc chắn mình quay phim mình phải có gimbal, và đây chính là cái RS2. Mình đánh giá về phương diện cá nhân đó, đây là một trong những gimbal tốt nhất hiện tại bây giờ. Tháo rời nó để trong ba lô rất là tiện luôn. Bây giờ mình sẽ tháo rời nó ra này. Tháo rời ra để trong một ba lô bình thường. À, còn cái ba lô, cái này các bạn chắc biết rồi. Bao nhiêu năm nay mình sử dụng cái này. Một cái ba lô fake, mua khoảng 700-800 ngàn vậy đó. Bây giờ mình sẽ nói đến một cái combo thứ hai, đó chính là mình đi quay job, mình đi quay những cái travel cinematic nhiều ngày. Và lúc đấy mình sẽ đánh đo thêm những cái phụ kiện mình đi theo. Ngoài những cái đồ mình giới thiệu vừa xong, mình bổ sung thêm một vài cái thiết bị khác. Cái đầu tiên đó chính là cái Insta One X2, một cái camera 360. Chắc chắn là 360 phải cần những cái gậy nối dài như thế này. Bởi khi mỗi lần mà mình cầm cái cây này, mình gắn vô gimbal điện thoại, mình gắn vô 360 hay là mình làm một cái trò gì đó, thì các bạn rất nhiều bạn hỏi là nơi mua của cái cây này ở đâu. Cái nhìn của 360 nó sẽ lạ hơn. Sẽ có những cái địa điểm nhìn nó chẳng có đẹp gì hết á, nhưng mà tự nhiên gắn cái này vô, cái nó quay được 360, rồi mình về mình có những cái khung hình đặc trưng của 360 á, như là cái trái địa cầu hay là những cái góc siêu rộng các kiểu á, thì tự nhiên nó lên nó đẹp hẳn luôn. Và đôi khi mình đi với một vài người bạn mình trong một vài cái trip thì họ không biết quay phim, nhưng mà mình đưa cái này cho họ, hướng dẫn vài thao tác ra 360 chẳng có cái cú máy gì đặc biệt á, cứ kéo dài rồi để phía trước kiểu nghiêng 45 độ như thế này, hoặc là đưa lên trời như thế này. Như vậy về là có cái để edit rồi, rất là gọn luôn. Thì đôi khi mình lợi dụng bạn bè mình quay mấy cái này cho mình. Tiếp theo là một con drone Mavic Air 2. Nếu như là mình đi biển thì mình sẽ đem theo GoPro, còn nếu không đi biển thì mình sẽ để GoPro ở nhà. Đem theo đồ thì phải có một cái ba lô, một cái ba lô của hãng Nomatic phiên bản Peter McKinnon. Đây là cái phiên bản đầu tiên của Peter McKinnon. Cái ba lô này rất là thích luôn và khá là mắc tiền. Hồi đó mà ship về được Việt Nam rồi trả thêm phí này nọ cũng phải cỡ hơn 10 triệu một cái ba lô này luôn á. Đi những cái trip mà dài ngày á, cái ba lô này mình vừa để thiết bị và vừa để quần áo luôn. Một cái ba lô đeo sau lưng rất là tiện, rất là kiểu linh động khi di chuyển. Một lời khuyên chân thành mà mình có thể nói với các bạn đó chính là đem theo cái gì á, phải chắc chắn 100% mình phải sử dụng nó thì mình mới đem theo. Ok, cũng không biết nói gì nữa. Thôi, chào tạm biệt ở đây nhé. Bye bye. I said pretty little mama, pretty little mama. Really got me torn up, really got me torn up. Making young and wanna pull.